vào một nhân sự quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 14. Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị xem xét việc bị cáo Đỗ Thị Nhàn thay đổi lời khai. Bắt phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa. Gắn định vị trên bánh ma túy để trôi dạt bờ biển rồi vớt mang đi bán. Động đất Đài Loan Trung Quốc, số thương vong tăng mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Văn Thể cho biết, việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng. Do đó, công tác này cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm. Nhấn mạnh các tiêu chuẩn giới thiệu quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Thể nêu rõ, người được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và hiến pháp, pháp luật của nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất cao giới thiệu một nhân sự của Đảng ủy khối, quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng ngày 3 tháng 4, quá trình đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích, đánh giá lại hành vi phạm tội đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Để đối đáp luận cứ bào chữa của các luật sư đối với bị cáo này, Viện Kiểm sát chia nội dung đối đáp thành 5 vấn đề, gồm luật sư và bị cáo cho rằng bị cáo Nhàn không có thủ đoạn tinh vi, làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Bị cáo Nhàn gặp bị cáo Trương Mỹ Lan không có thỏa thuận đưa nhận tiền. Có hay không việc bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB chủ động đến đưa tiền. Bị cáo Nhàn chủ động đề nghị bị cáo Văn đến trả lại tiền nhiều lần. Bị cáo thực hiện đúng công vụ, báo cáo đầy đủ. Việc thay đổi kế hoạch thanh tra không phải do bị cáo chủ động yêu cầu. Việc bị cáo Đỗ Thị Nhàn thay đổi lời khai được Viện Kiểm sát đánh giá không phải là chứng cứ mới, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc áp dụng tình tiết ăn năn, hối cải của bị cáo. Chiều 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trốn khỏi trại giam số 5 C10, Bộ Công an, khi đối tượng này lẩn trốn ở khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 2 tháng 4, phạm nhân Mai Văn Đệ trong lúc lao động đã lợi dụng sơ hở, bỏ trốn khỏi trại giam số 5 thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình bỏ trốn, khi tới huyện Hà Trung, phạm nhân Đệ đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Công an huyện Hà Trung cũng đã phát đi thông báo tới người dân, cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời huy động lực lượng phối hợp truy bắt. Đến hơn 16 giờ ngày 3 tháng 4, sau gần 24 giờ bỏ trốn, Mai Văn Đệ đã bị bắt giữ. Chiều ngày 3 tháng 4, liên quan vụ nhiều thành viên đoàn múa lân Sư Rồng có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo khẩn Trung tâm Y tế thành phố Thuận An nhanh chóng tập trung cán bộ y tế xử lý, tạo mọi điều kiện tốt nhất để theo dõi điều trị cho người bệnh. Đồng thời yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành xử lý điều tra vụ việc, xét nghiệm mẫu thức ăn theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, sau khi ăn bánh mì chay thì nhiều người trong đoàn múa lân Sư Rồng và cả người dân tới xem đều có biểu hiện bất thường. Hiện tại đã có 6 người bệnh được xuất viện, 43 người bệnh sức khỏe đã ổn định, sinh hiệu ổn, tiếp xúc tốt, các triệu chứng ban đầu như đau bụng, buồn ói, tiêu chảy giảm rất nhiều. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, qua kết quả điều tra ban đầu và tình hình thực tế,
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương nhận định đây là một sự cố về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa đề nghị chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các nội dung phản ánh liên quan đến việc xây dựng điểm du lịch nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt, dự án Núi Hoa Đà Lạt của công ty trách nhiệm hữu hạn Núi Hoa tại tiểu khu 156 phường 10 thành phố Đà Lạt. Trước đó vào cuối tháng 3 năm 2024, nhiều phản ánh về dự án Núi Hoa Đà Lạt có vị trí địa hình đồi cao, trong quá trình thi công không có che chắn đã làm lượng đất lớn đổ xuống phía dưới, lấp 83 gốc thông tự nhiên và một số cây thông bị cắt một phần rễ. Một hàng thông phía công trình giáp đường dân sinh cũng bị xây ta luy lên, ôm nhiều gốc cây. Đối với cây thông, việc bị đất lấp gốc cây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng bình thường, có thể ủ sâu bệnh, khiến cây chết dần. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 10, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, phía chủ đầu tư đã huy động nhân công đào lấy lượng đất lấp gốc. Còn tại vị trí xây ta luy ôm gốc thông nêu trên là để giữ đất chứ không phải cố tình bịt gốc cây. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Sáng nay, ngày 3 tháng 4, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, cho biết trong những năm qua, C04 đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các lực lượng biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đã điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều vụ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường biển. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng tuyến đường biển của Việt Nam để vận chuyển trái phép chất ma túy qua Việt Nam sang nước thứ ba tiêu thụ. Do đó, những tháng đầu năm 2024, liên tiếp trên bãi biển của các tỉnh miền Trung và miền Nam, người dân và các lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất ma túy trôi dạt trên bờ biển, chủ yếu là cocaine. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm, ma túy chủ yếu là cocaine, được đóng thành từng bánh, trọng lượng 1 kg, khác với ma túy mua bán ở khu vực Đông Nam Á và các quốc gia trong khu vực. Qua một số vụ phát hiện, thu giữ các gói ma túy này được đóng gói và có thiết bị định vị, các đối tượng thả ma túy để các đối tượng khác trục vớt ma túy đi tiêu thụ. Ngày 3 tháng 4, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng BQ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết công an đã có thông tin về hai đối tượng còn lại. Theo Đại tá Trần Văn Chính, qua lời khai của hai đối tượng đã bị bắt giữ, nhóm cướp này quen biết nhau qua mạng xã hội. Do mới chỉ trao đổi gặp nhau vài lần nên không rõ về nơi ở của nhau. Các đối tượng đều không có việc làm ổn định nên đã nảy ra ý định đi cướp để có tiền tiêu xài. Đại tá Trần Văn Chính cho biết các đối tượng bị bắt đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã chiếm đoạt. Riêng hai đối tượng còn lại, công an đã có thông tin và sẽ tổ chức truy bắt bằng được để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty Nam Thịnh Phát. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, công ty Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 55 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa khai báo hải quan là máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, xe nâng. Tổng trị giá hàng hóa theo khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của quyết định số 18/2019 QĐ-TTg nêu trên là hơn 2,9 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo truy tìm các cá nhân, pháp nhân nào mua bán máy nông ngư cơ do công ty Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019. Đề nghị các cá nhân, công ty có giao dịch với công ty Nam Thịnh Phát đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, đội 5 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại phường 14, quận 10 để làm việc và cung cấp thông tin. Nhiều người Việt sinh sống tại Đài Loan, Trung Quốc không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến trận động đất mạnh 7,4 độ Richter và nhiều cơn dư chấn vào sáng 3 tháng 4. Anh Phan Tấn Phát, người đang làm việc và sinh sống tại thành phố Tân Trúc, phía Tây Hoa Liên, nhà sáng lập công ty du lịch đặt xe tại Đài Loan, cho biết Hoa Liên là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong trận động đất. Nhiều nhà cửa sụp đổ khiến người dân phải sơ tán.
Theo anh, hầu hết người dân tìm nơi trú ẩn trong lúc xảy ra động đất. Tại nơi anh Phát sinh sống, bảo vệ khuyến cáo người dân không sử dụng thang máy. Tại Đài Bắc, người di chuyển trên đường cao tốc và hành khách đi tàu điện ngầm cũng cảm thấy rung lắc mạnh. Công ty sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC cũng thông báo dừng dây chuyền sản xuất và sơ tán nhân viên để thực hiện các biện pháp đề phòng. Theo Giám đốc Trung tâm Địa chấn học Đài Loan Wu Chen-Fu, đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng vào năm 1999. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Chính quyền Đài Loan ngày 3 tháng 4 cho biết số người thiệt mạng do trận động đất mạnh đã tăng lên 7 người, trong khi 711 người bị thương và 77 người bị mắc kẹt. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước ông sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất mạnh kể trên. Trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển Đài Loan sáng ngày 3 tháng 4 là trận động đất mạnh nhất tấn công hòn đảo này trong ít nhất 25 năm qua. Cảnh báo sóng thần được ban bố cho miền Nam Nhật Bản và Philippines nhưng sau đó được dỡ bỏ. Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Hoa Liên. Trong số 7 người thiệt mạng tính đến đầu giờ chiều ngày 3 tháng 4 giờ địa phương, có 3 người bị đá đè chết khi đi bộ đường dài qua những ngọn đồi xung quanh Hoa Liên và một số xe tải thiệt mạng vì lở đất. Nhà lãnh đạo mới đắc cử của Đài Loan Lại Thanh Đức, Lai Trinh Tê dự kiến đến thăm Hoa Liên trong ngày 3 tháng 4. Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Loan cho biết trận động đất làm mất điện ở một số khu vực của Đài Loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 4 nói rằng ông phẫn nộ và đau lòng với cuộc không kích của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở Gaza. Theo hãng tin AP, những người trên làm việc cho World Central Kitchen, WCK, tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận chuyên cung cấp các bữa ăn sau thảm họa thiên nhiên. Cuộc điều tra của Israel về vụ tấn công phải được tiến hành một cách nhanh chóng để xác định ai chịu trách nhiệm và kết quả phải được công bố, Tổng thống Biden nhấn mạnh. Cuộc tấn công vào đoàn xe của WCK đã giết chết công dân Úc, Anh, Ba Lan, Palestine, bên cạnh một công dân song tịch Mỹ và Canada. Tổng thống Biden cho rằng Israel chưa làm đủ để bảo vệ nhân viên cứu trợ hoặc dân thường ở Gaza. Ông chủ Nhà Trắng đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép, buộc Israel viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ông cho biết thêm, một phái đoàn Mỹ ở thủ đô Cairo, Ai Cập đang làm việc để xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Theo Heritage Daily, một pháo đài bí ẩn có niên đại lên tới 3.000 năm tuổi đã được tìm thấy trong cuộc khảo sát Vịnh Clew trên bờ biển phía Tây Ireland. Phát hiện ban đầu được thực hiện bởi nhà khảo cổ tự do Michael Gibbon, người đã xác định được phần tường đôi lớn cắt ngang một eo đất khi chìm khi nổi theo thủy triều, nối đảo Colonmore với đất liền. Cho đến nay, thành lũy này vẫn chưa được khám phá vì chúng chìm trong nước khi thủy triều lên và được che phủ bởi dòng biển khi thủy triều xuống. Các phần của tường thành được đắp bằng đá vôi, tọa lạc trên trong một khu vực có đường kính 200-300 mét và được xây dựng từ thời đại đồ đồng trong khu vực từ năm 1100-900 năm trước công nguyên. Các công sự tương tự từng tìm thấy tại một số pháo đài ven biển và vùng hồ trên bờ biển phía tây của Ireland. Ông Gibbon đã báo cáo việc phát hiện pháo đài cho cơ quan di tích quốc gia cùng với một ngôi mộ lót đá mà ông tìm thấy ở bờ biển đối diện đảo Omey. Ngôi mộ này đã lộ diện đợt sóng mạnh dọc bờ biển đã hút cát ra khỏi khu vực, làm lộ các cấu trúc cổ đại hình dạng gần như một hình chữ nhật. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!